Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Anh Duy, chú tổ 47 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Theo đó, vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, chị Hà có nhờ Lê Anh Duy xem bói trên mạng và thỏa thuận số tiền 300.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển khoản, chị Hà đã chuyển nhầm cho Duy 3 triệu đồng. Khi biết đã chuyển nhầm, chị Hà đã tìm cách liên lạc đề nghị Duy trả tiền, nhưng Duy đã không trả lại. Vào ngày 29 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà thông báo số 187 về việc đề nghị trả lại tiền chuyển nhầm cho chị Hà, nhưng Duy không đồng ý chuyển trả. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.